Sao mày lại bỏ đại ca với con Thảo? Tao thấy Cớm ập vào nhà nghỉ, biết là có chuyện nên té trước. Sao không ở lại nghe ngóng tình hình? Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Hay là ngày mai mày lên trên đó coi tình hình như thế nào. Cái mặt của tao thì quá nhiều thằng biết, cộng với dính tới cái vụ đầu độc, di chuyển nhiều không tiện. Khó đấy, trên đấy chưa có anh mối gì cả. Hay là mày tìm tới nhà nghỉ Khánh Hà thuê phòng rồi hỏi khách ở phòng 306. Ở trên Hưng Hòa tụi tao có quen một ông võ sư rất là tốt bụng. Được, mày cứ tới hỏi võ đường Nhất Nam hoặc là võ sư Ngô Xuân, ở đó ai cũng biết. Không biết bọn Cơm điều tra vụ kia tới đâu rồi. Tao vẫn lang thang xung quanh ngoài khách sạn này, thỉnh thoảng thấy Cơm vẫn vào hỏi thông tin của mày. Mày cũng gan thiệt, hóp mình nổ tung sát người khác mà vẫn còn lảng vảng đây không chịu té đi. Mày chưa nghe câu chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất à? Nói chuyện trong nhân tri thức có gì? Tao như mày thôi, sinh viên bách khoa. Vì sao nghỉ gánh giữa đường vậy? Thiếu tiền, nhảy xe, công an bắt, đè. Giống tao. Cuộc đời có đầy rẫy những ngã rẽ bất ngờ, tự dưng bây giờ trở thành con mồi để người khác săn đuổi. Nhưng mà biết làm cách nào khi ta đã nhúng chàm rồi. Tao này, mai tao đi Hương Hòa. Tao nghĩ thời gian này tao với mày nên tách nhau ra, đi chung dễ chết cả cụm đấy. Chắc là tao đón xe đường dài vào Nam. Vào Nam bây giờ á? Chưa nên, bây giờ thì chưa nên. Sài Gòn rộng mênh mông mà, sợ gì? Tốt nhất mày cứ ở lại đây, nhưng đừng đi lang thang. Tìm một chỗ nào ấy an toàn mà rút vào. Người của thằng Sơn đang truy lùng mày, chưa kể bọn Cớm. Theo mày bây giờ tao phải làm cái gì bây giờ? Tao hết chỗ để đi rồi. Cớm mà bắt được thì cái tội giết bốn mạng người cầm chắc là phải chết. Cái gì? Mày giết bốn mạng người á? À, ai? Tao tính nhầm đấy ạ. Trên 10 người rồi, từ lúc mày vào nghề.